và năm 2016 vừa qua thì đứng hạng 3. Và như vậy trận đấu đã chính thức bắt đầu, các cầu thủ Thái Lan trong trang phục áo quần màu đen bảo vệ khung thành bên phần sân bên trái trong hiệp thi đấu thứ nhất này, và trong trang phục áo quần toàn đỏ là cầu thủ Lào. Tỷ số các trận đấu phải nói là vô cùng chênh lệch, cho thấy cân bằng và lực lượng giữa các giải ở trong khu vực Đông Nam Á đều lại là một bàn thắng nữa, và không ai khác cầu thủ mà áo số 13 Canison Phun Bum lại tiếp tục làm bàn và để bóng phân đó là rất tốt và quá đẹp mắt. Thì hơn 2 phút vừa qua họ chưa ghi được bàn nào, nhưng rồi lại tiếp tục có được một bàn thắng. Một đường chuyền quá tốt, mặc dù đã nỗ lực phòng ngự nhưng cuối cùng thì thủ môn mang áo số 1 của Thái Lan cũng thường đứng xa khung thành, và một tình huống cầu thủ Thái Lan khiến cho hàng thủ của Lào rất dễ mắc sạch, rất gọn gàng, quá đơn giản cho cầu thủ Thái Lan. Họ không quá đẹp mắt. Một lần nữa chúng ta có thể thấy được sự khéo léo của thủ mà áo số 1. Giờ đây chỉ mới 11-0 và thời gian còn 6 phút. Có lẽ Thái Lan sẽ ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của Lào hơn là Myanmar ghi được bàn thắng vào lưới của Brunei. Lại là một bàn thắng nữa, rất dễ, rất trống trải. Cuối cùng thì cũng có bàn thắng. Thời gian trận đấu đã kết thúc. Và như vậy Thái Lan đã giành chiến thắng trước Lào với tỷ số là 14-0. Và